Kính thưa các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí, đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học huyện Duy Tiên năm học 2017-2018, tôi xin gửi đến toàn thể hội thi câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Sau đây, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Mộc Bắc. Chính tại nơi đây, bố mẹ tôi, thầy cô tôi đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Năm 2011, tạm biệt mái trường Đại học Sư phạm, tôi trở về nhận công tác tại trường Tiểu học Mộc Bắc, nơi tôi từng theo học. Ngày đầu tiên về trường làm cô giáo, ngắm lại mái trường xưa, tôi đã mỉm cười và tự nhủ mình sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết tuổi trẻ để cống hiến cho quê hương. Tôi được phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3C. Ấn tượng đầu tiên của tôi về 32 em học sinh là em nào em ấy cứ đen nhẻm đi, khác hẳn với vẻ trắng trẻo, bụ bẫm của các em học sinh thành phố nơi tôi từng thực tập. Nhưng ánh mắt các em thì cứ trong veo và hồn nhiên đến lạ. Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý đến Nam, người em rong ròng cao, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xuống, lộ rõ vẻ tự ti. Nhìn quần áo em nhăn nhúm, sờn cũ, tôi thoáng chạnh lòng, ái ngại. Nhưng rồi, lướt qua rất nhanh, tôi mỉm cười giới thiệu về mình và bắt đầu bài giảng đầu tiên. Những ngày tiếp theo, công việc khá suôn sẻ. Vấn đề duy nhất khiến tôi phải bận tâm đến từ phía Nam. Em thường xuyên đi học muộn, đến lớp thì quên sách, quên vở. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, em ngủ quên, em còn nhỏ nên quên sách, quên vở là chuyện bình thường. Tôi chỉ nhắc nhở em mà không hỏi han gì thêm. Nhưng em không những không tiến bộ mà còn ngày càng bê trễ. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc mình phải nghiêm khắc với em hơn và thông báo cho bố mẹ em biết. Nhưng khi tôi chưa kịp liên lạc với bố mẹ em, thì trong buổi học hôm ấy, khi tôi yêu cầu cả lớp mở sách giáo khoa, nhìn xuống tôi lại thấy Nam không mang sách. Tôi bực mình quát: Nam, em có định học không mà ngày nào cũng không mang sách vậy? Nhìn em kìa, đến lớp, mặt mũi thì lem nhem, quần áo thì sộc sạch. Em xem, cả lớp này có bạn nào như em không? Chiều nay, mời bố mẹ đến đây gặp tôi. Nam không nói, chỉ im lặng cúi đầu, nước mắt em trực rơi. Bỗng, có tiếng lí nhí vang lên. Thưa cô, bố mẹ bạn không có nhà đâu ạ. Không khí lớp học trùng xuống, tiếng nói như thanh minh cho bạn, cộng với tiếng nức nở của Nam làm cho cơn tức giận của tôi dịu lại. Tôi cho các em ngồi xuống và tiếp tục bài giảng. Tiết tập làm văn hôm ấy, tôi cho các em đề bài như sau. Em hãy kể lại một việc làm của bố khiến em tự hào. Tôi gợi ý, các em hãy viết bất cứ điều gì mình muốn, miễn là điều đó khiến cho các em cảm thấy vui vẻ. Quan sát các em làm bài, tôi khá hài lòng. Khi thu bài để chấm, đến bài của Nam, tôi giật mình, thảng thốt. Bài văn của em chỉ vẻn vẹn đúng một câu: bố em đi tù, có gì đáng tự hào đâu cô. Mắt tôi nhòe đi, mất một lát, tôi không biết mình nên làm gì. Rồi tôi để bài của Nam sang một bên và tiếp tục chấm các bài làm khác. Cuối buổi học hôm ấy, tôi gọi Nam lại và hỏi về hoàn cảnh gia đình. Em kể: em ở với bà nội đã 80 tuổi rồi. Mẹ em mất khi em mới hơn 1 tuổi cơ. Còn bố em thì vì vô tình gây tai nạn cho người khác, nhưng nhà em chẳng có tiền để đền cho người ta, nên bố em đành phải ngồi tù. Đó có lẽ là lý do khiến em lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti với bạn bè. Nghe lời em, tôi tưởng như mình đang được nghe kể về một bộ phim bi thương nào đó. Giọng em chậm rãi, hồn nhiên, nhưng nó lại làm tim tôi đau nhói.
Rồi em lại nói tiếp: "Cô ơi, em chưa một lần được gọi hai tiếng mẹ ơi, cô ạ." Các bạn, ai cũng có bố, có mẹ, sướng thật cô nhỉ. Đến đây, tôi không kìm được mà ôm lấy em vào lòng. Tại sao em lại đáng thương đến thế? Tại sao trong trí óc non nớt và tâm hồn ngây thơ kia lại chứa đựng những mất mát lớn lao đến vậy? Tôi phải làm gì để giúp đỡ em đây? Trên đường về, lòng tôi ngổn ngang, thổn thức, xót xa. Tôi không thể ngờ rằng trên con đường tôi đi lại gặp những câu chuyện buồn đau đến thế. Rồi tôi đem hoàn cảnh của Nam chia sẻ với cả lớp. Khi nghe tôi nói, những gương mặt tròn xoe, ngơ ngác hàng ngày, bỗng nhiên hào hứng nhanh nhẩu. "Thưa cô, hàng ngày em sẽ đến và rủ bạn đi học ạ." "Cô ơi, hôm nào được nghỉ, em sẽ đến giúp bạn việc nhà." "Còn em sẽ rủ bạn cùng học nhóm." Tôi không tưởng tượng được những đứa trẻ hàng ngày sống trong sự bao bọc, vỗ về của bố mẹ, hôm nay lại thơm thảo đến thế. Về phần mình, tôi thường xuyên trò chuyện và giải thích cho Nam hiểu rằng chuyện xảy ra với bố em chỉ là một tai nạn, và quan trọng nhất là bố em không hề cố ý gây tổn hại đến người khác. Dần dần, em nghe tôi, em hay cười hơn, hồn nhiên hơn và không còn mặc cảm tự ti về bố nữa. Ngược lại, em lúc nào cũng mong bố sớm trở về. Thi thoảng, tôi lại trích một phần lương ít ỏi của mình để giúp đỡ em và bà. Khi thì tôi mua cho em vài quyển vở, khi thì cái bút, có lúc lại là con cá, mớ rau. Bà em cứ mỗi lần gặp tôi là nắm chặt tay tôi không rời và cảm ơn tôi mãi. Cuối năm học ấy, Nam đã hòa nhập hơn với các bạn. Em hay cười hơn, học hành tiến bộ hơn và bố em cũng đã trở về. Qua câu chuyện của Nam, tôi nhận ra rằng chính các em đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống tình yêu đầu tiên đối với sự nghiệp chồng người. Nhờ có các em, tôi đã trưởng thành hơn. Tôi vui với niềm vui của các em, buồn cho nỗi buồn của các em. Hằng ngày, tôi hân hoan đến lớp vì tôi biết ở đó có 32 em học sinh bé nhỏ đang ngóng chờ tôi. Vâng, câu chuyện trên là kỷ niệm, là bài học để tôi nhận ra rằng mỗi giáo viên chủ nhiệm chúng ta cần gần gũi, quan tâm đến hoàn cảnh của các em nhiều hơn, dành cho các em tình yêu thương chân thành nhất, để tuổi thơ của các em mãi là tiếng cười, là niềm hạnh phúc.